Với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trên địa bàn vùng giáp danh, thời gian qua các cụm an ninh giáp danh huyện Yên Thế đã tăng cường công tác phối hợp, bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc về an ninh trật tự. Qua đó, công tác an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, không để địa bàn trở thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Những buổi họp giao ban giữa lực lượng công an xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế và xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong cụm an ninh giáp danh Võ Hữu Yên thường xuyên được triển khai. Các bên trao đổi thông tin cụ thể về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vùng giáp danh thời gian qua, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thống nhất kế hoạch tuần tra để phối hợp thực hiện. Thực hiện theo quy chế phối hợp của cụm an ninh giáp danh Võ Hữu Yên thì chúng tôi là tổ chức giao ban hàng quý 6 tháng và 1 năm tổng kết sơ kết, thì còn đặc biệt là căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt là vào những cái dịp cao điểm chúng tôi tổ chức giao ban có thể hàng ngày hoặc là hàng tuần theo tình hình thực tế của địa phương để chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, xác định đường đi của các đối tượng và các diễn biến của tình hình thực tế trên địa phương. Cục an ninh giáp danh Võ Hữu Yên gồm 7 xã miền núi thuộc 3 huyện của 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Lạng Sơn. Trên địa bàn xã giáp danh có 4 tuyến tỉnh lộ chạy qua, có 14 dân tộc cùng chung sống, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Để chủ động ngăn chặn phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an các xã trong cụm thường xuyên phối hợp nắm tình hình ở khu vực giáp danh, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc tuyên truyền thì đó là cái vấn đề chúng tôi thực hiện thường xuyên. Một tuần ít nhất là chúng tôi phải thực hiện từ 1 đến 2 buổi phối hợp cùng với các địa bàn giáp danh và tự tổ chức tuần tra vũ trang để đảm bảo khép kín cái địa bàn và nắm bắt được các vấn đề mà có thể phát sinh, tiềm ẩn những cái nguy cơ mà gây bất ổn về an ninh trật tự, thì chúng tôi có những cái biện pháp để phòng ngừa đấu tranh. Toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 3 cụm an ninh giáp danh với lực lượng công an các xã trong và ngoài huyện, tỉnh. Thời gian qua đã phối hợp giải quyết trên hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, chủ yếu là các vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, vận động thu hồi nhiều loại vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ và liệu nổ. Chúng tôi cũng xác định rằng là cái địa bàn giáp danh sẽ là cái địa bàn mà các cái đối tượng phạm tội thường xuyên tranh thủ và lợi dụng. Thế cho nên là phát huy cái vai trò của các cái cụm an ninh giáp danh là một trong những cái giải pháp căn cơ để chúng tôi giải quyết những cái vấn đề tội phạm có thể phát sinh ở những địa bàn giáp danh, mà thông thường thì cái vai trò quản lý của các đơn vị liên quan thì sẽ bị buông lỏng. Công an huyện chúng tôi cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để góp phần kiềm chế tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua mô hình đã phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.